Thì mấy ngày vừa qua, sau khi mà tôi lên những cái clip mà tôi chia sẻ liên quan cái câu chuyện mà chỗ là mẹ con của Út Gà đó mà giành giật tiền của chim sâu, giành giật những cái vật dụng của chim sâu, thì cũng có rất nhiều bà con ủng hộ. Nhưng mà bên cạnh đó có một số thành phần không biết là ai mà lại là có một cái vé là đầu cá ngừ, nếu mà cá giỏi đó thì đưa chim sâu về nuôi đi. Rồi cá ngừ nói rằng, bảo rằng bây giờ là chỗ ông Út, ông ngày kệ tội người ta. Ủa sao lòng từ bi gì đâu mà đặt nó sai lầm như vậy quý vị? Đó là lòng từ bi mình đang đặt sai chỗ đó chứ. Ủa chẳng lẽ bây giờ mình nghĩ mình có tuổi mình già rồi mình muốn làm chi mình làm hả? Chẳng lẽ bây giờ mình nghĩ rằng mình già rồi đó, rồi mình muốn ăn giật ai mình ăn giật, rồi muốn đè bẹp ai mình đè bẹp? Thì thà cái câu chuyện đó là nó nằm trong khuôn khổ gia đình của người ta, người ta không đưa lên mạng thì mình cũng không có lên tiếng đâu quý vị. Nếu mà những cái vấn đề chỗ Út Gà đó mà có tấn công chim sâu đó, là có chà đạp chim sâu, cái giật đồ chim sâu, tất cả mọi cái mà không đưa lên không gian mạng, thì xin thưa quý vị, tôi cũng không đến nỗi mà nó vô duyên đến mức mà phải lên tiếng câu chuyện này. Nhưng do những câu chuyện là những con người này họ muốn lên mạng, họ muốn làm nổi, họ muốn đưa ra những cái gọi là cái lối sống gọi là lưu manh của họ, lối sống là côn đồ của họ, để họ đưa lên mạng, để họ tự cho họ là một trong những người mà có gọi là cái quyền năng để mà gọi là ăn hiếp ăn giật với một người mà thấp cô bé hạng diêm sâu, thì tôi mới lên tiếng. Cũng là một trong những cái câu mà xin thưa quý vị, nó cũ rích à, bảo rằng mình có giỏi thì đưa chim sâu về nuôi, có giỏi thì đưa chim sâu về làm dâu của mình đi, rầu sẽ hiểu cảnh. Tôi nói thật sự đó, ủa tại sao mà ngày xưa là mình há cái mồm mình cho to để mà ăn của chim sâu làm chi? Mình ăn được thì mình gánh được, đúng không? Làm gì các câu chuyện mà một một cái con người mà thật sự chỉ biết ăn không mà không biết có những cái mà hồi báo. Đã là một con người quý vị, dù có thọ ơn bất kỳ ai cũng là một, dù ít hay nhiều, nhưng mà cái vấn đề cũng phải có cái tư tưởng gọi hồi báo cho người ta chứ. Đã từ đâu mà Út Gà với chim sâu có được ngày hôm nay? Tôi nghĩ rằng cũng 100% cũng biết rằng đó là cũng từ chim sâu. Ăn giận cho đã, lợi dụng con người ta cho đã, rồi lên cộng đồng mạng bây giờ là dớ cái giọng ra mèo khóc chuột. Ê, chơi kiểu là bây giờ mình oan lắm hả? Có một số bà con mà vô binh vực kiểu này, tôi thấy cực kỳ, có những cái cực kỳ kiểu như là không có hợp lý chút nào. Mình binh vực những người nào mà nói thật sự họ xứng đáng đó, chứ còn cái tấm lòng của mình bây giờ mình gỡ, mà thật sự gỡ tấm lòng từ bi của mình vô trong chỗ bà Út Gà là thật sự là nó không có phù hợp chút nào. Những con người đây họ lớn tuổi mà họ sống không có nhân cách, họ sống không có chuẩn mực đạo đức, thì mình cũng phải lên tiếng để mà cho một cái sự lan tỏa, để cho những người mà có cái ý định đã và đang có ý định để giúp đỡ, thì người ta cũng phải có cái suy nghĩ cho chín chắn. Đi ăn giật của người ta cho đã rồi bây giờ lên mèo khóc chuột. Chơi này thì xin thưa quý vị, mà ai cũng sợ, ai cũng nghĩ rằng trời ơi bây giờ ông bà này ông già rồi để cho ông sống. À, thì tôi hỏi quý vị, chẳng lẽ bây giờ người già mà được làm những cái vấn đề nó bí ỏi như vậy hả? Người già là làm điều tử tế, không ai mà người già mà làm điều bí ỏi như vậy. Mình biết rằng mình có tuổi, biết mình là một trong những người mà gần đất xa trời, thì mình phải để lại cái đức cho con, để lại tấm gương sáng cho cái thằng cu đức á, để cho nó học, nó theo. Còn bây giờ cả mẹ lẫn cha của nó đó, cả bà nội lẫn cha của nó, thì bây giờ ăn với cái tư tưởng là gọi là đi ăn giật ăn lừa của người ta, thậm chí rằng một trong những con người như chim sâu mà còn không buông tha, thì tôi hỏi rằng cái điều gì ở xã hội này mà họ không làm? Họ tấn công được chim sâu, họ ăn giật được chim sâu, họ giành được những cái gì của chim sâu để mà giành về phần của họ, thì bất kỳ chuyện gì mà nó đồi bại nhất ở xã hội này thì họ cũng không bao giờ mà họ tránh được đâu, họ làm hết.
Chiêm sâu là một trong những người đã bị bệnh như vậy, một trong những cái thành phần mà được cộng đồng mạng bảo vệ, được cả cộng đồng, được cả xã hội bảo vệ. Chiêm sâu dù sao nó cũng là một con người, cái điều nó bất hạnh hơn chúng ta, nó không là một con người minh mẫn. Thì đó là một trong những cái mình là người minh mẫn phải bảo vệ cho nó. Ai đâu mình minh mẫn ở lợi dụng cái sự minh mẫn của mình để mình đi đưa một con chim sâu ra để mình câu cơm mình kiếm ăn. Thì tôi hỏi quý vị, đạo đức của Út Gà ở đâu ra mà bây giờ cứ lên bảo rằng, cho rằng mình là tử tế? Bộ người ta không tử tế hả? Bộ người, những người mà lên mà lật cái mặt bà Út Gà đây là không tử tế. Mình lên mình cào bàn phím vậy là mình tử tế dữ chưa? Đấy là gọi là cái hành vi cổ xí a dua cho một số thành phần, mà nó gọi là nó biến thái về cái tư tưởng, về cái đạo đức, để mà nó kiếm ăn trong hình ảnh của một đứa tâm thần, chứ không phải là mình là tử tế đâu. Mình mà vô đó, mình mà vô mà chửi người ta đó, mà bảo rằng là cái như là cái câu chuyện không phải chuyện của mình, mà cứ lên tiếng nói làm chi đó. Tôi nói thâu, khi nào đó quý vị nào mà đã nói câu đó, là khi nào gia đình của quý vị đó đụng như vậy thì mới điện cho tôi. Còn bây giờ mà gia đình quý vị mà chưa đụng thì cũng đừng có nên coi, đúng không? Tự nhiên bây giờ thật sự không phòng bệnh mà đến chờ bệnh ra rồi mới trị bệnh. Những con người như bà này, xin thưa quý vị, mà bây giờ mà cộng đồng mạng chúng ta mà không lên án, bà nghĩ chắc là bà tốt lắm, bà nghĩ chắc là chim sâu là sai hoàn toàn rồi. Mình lên nói để mà lan tỏa, để phòng bệnh, đây là một trong những cái liệu pháp phòng bệnh nó hiệu quả nhất của những cái loại người mà ăn xong rồi mang cái mó lên cộng đồng mạng để mà lấy sự thương hại của người khác để kiếm ăn. Đây là cái như là cái phòng bệnh, chứ không phải là thật sự quý vị ở đợi mà người ta lợi dụng cộng đồng mạng, người ta ăn cho đã rồi đó, người ta chửi cộng đồng mạng là ngu nữa. Đúng quý vị, nước mắm hay nước mắt cá sấu, tham sân si quen thói mất nết, người làm trời nhìn ra đường đèo, trên xe coi chừng. Cái vấn đề đây thì thật sự quý vị, cái câu chuyện nào nó cũng có một cái kết của nó hết trơn. Tôi nói là qua báo nhãn tiền thì chắc ăn rằng nó thật sự bà Út Gà đây, bây giờ bả mà bả giành giật của những cái gì mà không thuộc về của bả, mà bây giờ bà cố bả giành cho là đó là của bả, thì chắc ăn rằng bả sẽ nhận những cái mà quả báo thôi. Cái quả báo đầu tiên là bả gặp tôi chửi bả nè, đó là cái quả báo đó. Còn những quả báo sau tôi không biết, chứ thật sự mình sống một con người đừng như vậy. Đừng có nghĩ rằng mình tính hơn, mình lớn hơn, mình mập hơn, mình khỏe hơn, mình đầy đủ tất cả các bộ phận hơn rồi mình đi chửi một người không biết. Nếu như bà Út Gà bà không gây ra cái nghiệp này thì thật sự quý vị làm gì mà tôi gặp bà làm chi, đúng không? Tự nhiên anh không, rồi bây giờ thật sự không chịu đi làm rồi lên, rồi bây giờ mình là một trong những người đàn bà mà không thừa nhận chim sâu là con dâu, mà lúc nào cũng đòi hỏi ở chim sâu một cái trách nhiệm, lấy đâu ra quý vị? Mình không nhận nó là con dâu thì làm gì có câu chuyện mình đòi trách nhiệm ở nó, đòi cái nghĩa vụ của nó làm gì, đâu ra? Mà sống nó lầy như vậy đó, ở dãy mà có nhiều người vô bảo vệ mới hay, có nhiều người vô vẫn là thật sự vô gọi là để cho Út cái như là sống thêm vài năm nữa. Tôi nói bả nó thật sự quý vị, thì cái câu chuyện bả sống hay bả làm gì đó là việc của bả, nhưng mà bả đừng có sống cái kiểu mà gọi là nó quá lầy lụa như vậy. Sống lầy lụa này là cộng đồng mạng phải phải lên tiếng chứ. Câu chuyện đó là bả đưa lên nguyên cả cộng đồng, chứ đâu phải là bả trong nhà của bả mình ra mình moi mắt làm chi. Đã đưa lên cộng đồng mạng như vậy mà bảo rằng là người ta không đóng góp ý kiến, không lên tiếng, thì tôi nói thật sự nó cũng khó. Làm anh bất chấp lên không gian mạng còn thích thể hiện, còn thể hiện cái sức mạnh, còn thể hiện một cái sự gọi là lưu manh về già,
Tôi nói thật sự quý vị, cái những con người này mà đạo đức của họ xuống cấp quá nghiêm trọng. Chỉ có những con người mà cái đạo đức họ xuống cấp, họ mới đi ăn hiếp những đứa cho chim sâu thôi. Đấy không? Đi ăn hiếp những đứa chim sâu là chẳng qua là những con người họ xuống cấp về đạo đức. Chứ còn những con người, xin thưa quý vị, mà họ vẫn còn cái gọi là cái tính người đó, thì không bao giờ đâu quý vị. Họ chỉ cho chim sâu chứ không bao giờ mà họ đi giành giật của chim sâu. Mà những con người đây, mà bây giờ tôi hỏi quý vị, mà quý vị mà cứ vô binh như thế này đó, cứ vô mà cứ bảo vệ như thế này, là tôi cảm thấy rằng chắc là tư tưởng của quý vị cũng đồng lõa như bà Út thôi. Chung là cũng là dạng dạng, nói tóm lại một câu cũng dạng dạng cá mè một lứa. Mới vô là binh bà Út gà, vô mới là để cho bà Út gà có cơ hội sống. Bà sống là việc của bà, ai cũng có quyền sống mà. Nhưng mà sống đừng có sống tầm gửi, mình sống phải có chất lượng cuộc sống. Sống mà sống cái tầm gửi, sống mà cuộc sống thật sự chỉ biết là thời gian sống mà nó không có chất lượng cuộc sống, thì thật sự tự bà Út gà bà phải hiểu. Bây giờ mà lên mạng nữa, bây giờ dạy mà vẫn còn lên mạng, nó nhục như vậy mà vẫn còn lên, lên được cái gì quý vị? Bà lên bà công thông báo, lên công bố điều gì đó, thật sự nó chẳng có một ý nghĩa gì, vì thật sự bà là một trong những người cũng đã từng nhận của chim sâu rất nhiều cái món đồ. Mà giờ lên nói kiểu như là mình vô tội lắm, mình là một trong những người mà tử tế đàng hoàng lắm, dễ mà vô bảo vệ bằng được thì thua. Nó đi giải thử nó coi coi nó làm sao, cho nó đi ra ngoài cho nó biết cái cảnh khổ của nó như vậy đi, cho nó biết để nó ở trong cái nhà này nó quá trời rồi. Nó là lúc mà nói vậy ba hồi nó khác vậy, kệ nó đi, bỏ thí nó đi đó. Rồi bắt đầu cái là có người trống chân cho mướn cái nhà trọ ở ở, rồi cái bắt đầu lên liền đó. Lên nó nói kêu bà Út này kia, nó không cần gì cái nhà này nữa, cái nhà của tôi đó, cái nhà đó nhà của tôi đi ra ngoài tôi để cho bà ở. Ý con chim sâu nó nói là có chim sâu á, là quay chim sâu trước rồi mới biết tới Út á, cho nên là nó nghe chim sâu nghĩ đó là trong nhà nó thì cũng có phần là chim sâu trong đó vậy đó. Rồi Út còn nghe nói là nó nói là hồi đó đó là Út. Ủa sao tới đây rồi nó nói tới đây rồi bà không dám lên tiếng đáp trả đi? Cái điều đó là đúng mà. Có chim sâu người ta không biết tới bà. Mà nên nhớ một câu thật sự quý vị, cái điều này tôi nói đi nói lại miết à. Đó. Người ta làm nhà là người ta cho chim sâu chứ không phải là cho bà. Bản thân bà ngày xưa bà vô cái cổ kênh của con Út Lợn đó. Chính cái mồm của bà thoát ra mà sau khi bà nhận từ Út Lợn 5 triệu đó, bà nói bây giờ đã cũng đổ vô đây để mà làm cái nhà cho hai đứa. Chứ tôi với ổng là ra một cái ở rồi. Để mai tôi sẽ lục lại cái clip đó, đã để cho Út gà nó nghe lại. Bản thân mình cũng đã khẳng định điều đó, thì khán giả mạnh thường quân người ta nghĩ rằng mình chắc là cái con người tử tế, chứ không nghĩ rằng mình là một trong những kẻ mà gọi là lưu manh mà giả danh tử tế đâu. Nếu mà người ta biết mình lưu manh á, biết làm xong căn nhà rồi mình giật của chim sâu, thì nó thật sự một cọng rác người ta không cho, chứ đừng nói câu chuyện người ta cho nguyên cả cái nhà, cho cả cái vật dụng. Chim sâu do nó một trong những đứa mà nó khù khờ, nó không có biết tiền. Số tiền mà lớn hơn cỡ 1 triệu là đưa cho chim sâu là xem như quý vị là tiền biết nói, cho nó không bao giờ biết tiền. Cho nên bây giờ là cái vấn đề bây giờ tôi hỏi, bao nhiêu mạnh thường quân người ta gửi tiền về thì gửi tiền qua đâu? Gửi cho YouTube, YouTube đưa cho Lâm Tứ, để đưa cho chim sâu cho mắt hả? Cái điều đó ai cũng nhìn nhận ra quý vị, mà thằng Lâm Tứ nó có số tài khoản. Không có chim sâu thì hỏi rằng ai gửi tiền cho Lâm Tứ làm gì? Vậy mà bây giờ cái mó thật sự còn chưa chịu chừa. Cái đây là một trong cái tôi cũng đã từng lên tiếng rất mạnh mẽ riêng qua chỗ Út gà này. Nhưng mà bây giờ đó đã ăn giật ăn đồ của người ta mà cái miệng còn lên là lép bép lắp bắp nữa. Tôi cực kỳ ghét cái loại mà thật sự là không nhận cái trách nhiệm thuộc về mình mà lại đi đổ trách nhiệm cho người khác. Có người sống như thật sự mình cũng phải có một chút cái lòng tự trọng một chút để bảo gạt.
bà tốt lành gì mà bây giờ nó thật sự bà lên rồi bà cho rằng nhà của bà hay nhà của chim sâu. Tôi nói nhà của ai nó không quan trọng, quan trọng là bà bây giờ đó, cái lương tâm của bà cảm thấy rằng bà có nhục những đồng với đồng tiền mà người ta gửi cho bà hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn bây giờ nó thật sự bà cứ cho đó là nhà của chim sâu thì nó bán cũng không được. Cao lắm bây giờ bà nhét cho nó một góc cho nó ở một góc thôi. Đất đất của bà sao chim sâu bán. Mà bà lên bà dành như đúng rồi vậy. Hết chuyện đi cành nanh với một con tâm thần. Đúng không? Người ta cho chim sâu bây giờ bà cảm thấy rằng bà cho chim sâu bây giờ đó bà giữ lại cũng để cho chim sâu với Long Tứ. Thì thật sự ai chửi bà làm chi? Nhưng mà bà lên bà cành nanh, bà lên bà chẳng hẳn ra bà dành như chim sâu, mà bà dành kiểu mất nết, hiểu không? Nhà nhà của bà ở đó, nhà đất đất của bà, nhưng mà cái xác nhà đó là người ta cho chim sâu. Thì thôi bây giờ bà nói nhà của bà thì cũng được, thật là chim sâu nói nhà của nó cũng được. Cái vấn đề quan trọng là ai là người đứng tên trong cái sổ đó. Thì ông bà đứng tên trong sổ đó bây giờ mà nó thật sự mà bảo rằng của chim sâu đó nó có bán được không? Bà tào lao, bà thật sự con người tỉnh mà đi lên gọi là đôi co vàng cấn, mà con bị bệnh tâm thần, không có ra một hệ thống cống rãnh nào hết trơn. Ông có cái